Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Nói chung bữa nay anh em cũng ủng hộ em nhiều quá, 27 đơn. Chân thành biết ơn với anh em luôn ủng hộ em. Nhông xin dĩa, nói chung hôm nay em tống một phát một hai thùng mấy, gần ba thùng. Hôm nay còn đâu được tầm mười mấy bộ, không tới 20 bộ nữa là hết rồi, đang trên đường về nữa. Nhớt thì bữa nay cũng bay 3 thùng rồi anh em, còn 7 thùng. Không tới 7 thùng anh em, không tới 7 thùng. Còn 6 thùng rưỡi. Cao su cái chân chưa, cái chân trước, cái chân sau, cao su cái chân sau thì còn tầm 20 cặp, cao su cái chân trước thì còn nhiều. Hàng luôn luôn sẵn sàng chơi với anh em. Thì bữa nay em có về được trước mặt anh em mình là hôm nay em xin quay clip bán một chục cục mô pin. Chục cục mô pin rim rùng 125, hàng rã xe đời cao nha anh em. Tất cả các 10 cục mô pin mà trước mặt anh em mình ngày hôm nay là toàn bộ là hàng rã xe tiễn cọp whip cho anh em vô xe giữ nha, cho anh em vô xe đẹp. Đó. Giá thì ok, hàng đẹp thì nó mắc hơn bình thường chút xíu. Bình thường thì cái giá em bán anh em cũng biết rồi, mô pin sườn rim rùng 125 hàng rã xe đó là cứ cục 350.000 tính tới. Thì mấy cục này nè là tất cả đều là em tiễn mấy cái đầu chụp buri mà còn đen gì nè, đó là hàng đẹp á. Là mấy cái đầu chụp buri nó còn đen thùi gì nè, đó cho anh em chơi. Đó anh em nhìn mấy cái tẩu ở trong còn vàng cháy không? Đó. Tất cả đều là hàng rã xe đời cao tiễn đẹp whip nha anh em bữa nay nha. 10 cục này là đều hàng whip chân, mấy cái đầu chụp buri đen thùi nè anh em thấy không? Đó. Đó. Rồi, ok. Báo giá với anh em ngay từ đầu video luôn. Mấy cục mô bin rim 125 này, 10 cục này là cục 400.000, đó, hàng rã xe đời cao, tuyển đẹp whip cho anh em chơi. Chụp buri là còn đen thùi lùi hết luôn. IC rim 125 thì em còn được 6 cục. Đó. Thì nói chung á cái combo IC mô bin rim 125 này mà anh em gắn quay rim á, nói chung á cái mô bin này anh em gắn quen pha rim. Đó, quen pha hoặc là rim hoặc là quay thái 110 hoặc là full chờ 1 gì đó, anh em gắn gì cũng được, nó dễ. Full neo, sang cơ, full 2 đều gắn được hết nha anh em. Có cục IC nè thì anh em gắn full neo sang cơ với full 2 độ thì anh em gắn như zin. Còn anh em muốn gắn vô quay rim cúp 67 mình á thì anh em phải chế qua lửa bình. Mà chế qua lửa bình thì cũng có gì khó hết trơn á. Đó. Hàng rã xe đời cao tuyển đẹp whip cho anh em chơi. Đó. Rồi đầu tiên em xin đi vô mobile trước nha anh em. Đó. Chung mấy cục này khỏi bàn. Mấy cục này nè anh em thấy không? Nó còn dính đất bụi nè, về là chưa vệ sinh vệ xiết gì luôn. Lên là chơi với anh em luôn. Đúng hàng chuẩn zin mobin rim lùng 125 Thái Lan. Đây. Tách MB26 đây anh em. Mấy cục này á là cái bát này trắng, cái bát này trắng phao luôn nè. Hai cái đầu gắn vô cái sườn là chưa miếng tan luôn nè anh em thấy không? Mới cáo luôn á, nói chung là mấy cục mobin này tuyển whip mình mẩy là không chạy luôn nha anh em. Nè còn đóng đất dơ nè. Có vệ sinh gì đâu. Dây là bao mềm luôn. Dây là bao mềm luôn nha anh em. Đó. Hàng tiễn đẹp cho anh em chơi mà. Đó. Luôn chụp buri zin theo xe nha anh em. Đó, chưa vệ sinh vệ xiết gì luôn đó. Mua làm sao bán vậy, mấy cục này hàng rã xe đời cao 2020 2021 không à. Đó, chưa vệ sinh vệ xiết gì luôn. Luôn chụp buri zin theo xe. Chụp buri còn đen thùi lùi nè anh em thấy không? Đa số anh em thấy em quán lúc trước mấy cái chụp buri nó hơi xuống màu chút á thì giá 350, mấy cục này hàng tiễn whip là 400 nha anh em. Cái chụp buri ở trên này có đóng NGK nè. Bên đây nó có đóng số LD05FTK đó. Mặt dưới này là có đóng bóng mắt in Thái Lan nè anh em thấy không? Đó. Nè còn đóng bụi, đóng đất dơ nè, chưa có vệ sinh vệ xiết gì đâu. Luôn chụp buri zin theo xe nha anh em. Bao anh em luôn, tại vì cái chụp buri zin theo xe này á cái tẩu ở trong anh em thấy không, nó làm bằng chất liệu đồng tốt cho nên dẫn điện đánh lửa rất là tốt nha anh em nha, đánh lửa rất là tốt. Còn mấy cục mobin rim 125 hàng rã xe đời cao này thì đẹp khỏi bàn, em nói với anh em mình mẩy không biết chạy là gì luôn đó. Đó, cái bát này là còn nói chung là em chưa vệ sinh gì luôn, nếu mà em vệ sinh là bao đẹp. Đó, dây bao mềm nha anh em, một cục 400.000. Mấy cục mô bin này khi anh em gắn lên cái mấy chiếc quay alpha là tuyệt vời luôn. Quay alpha nhà em đang xài nè, em đang gắn nè. Quay alpha lốc trắng đời 205 chạy rất bốc nha anh em và rất là tiết kiệm xăng. Guarantee nhuyễn nữa, gắn lên đánh guarantee xịt 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 gì đó.
tại vì nó đánh lửa đều quá anh em, mấy dòng mô bin đời cao mà, rim lùng 125 Thái Lan đó. Nè, cục số 2 cũng vậy nữa nè, chụp buri đó anh em thấy không, còn đang thùi lùi luôn mà, hàng rã xe đời cao tuyển đẹp mà. Nè anh em nhìn đi nè, đầu trên đầu dưới là chưa miếng tan đó nghe anh em, đầu trên đầu dưới là chưa miếng ga tan luôn nghe anh em nha, hoàn toàn là chưa vệ sinh vệ xiết gì, mua về sao bán vậy, tách MB26 chuẩn hàng nha anh em đó, cứ cục 400.000 tính tới cho anh em vô xe đẹp xe whip, anh em nào thích đầu whip thì vô hú em. Em nói với anh em cục nào cũng vậy hết trơn. Nó cái đầu chụp buri còn đang thùi luôn, hàng tuyển đẹp cho anh em chơi mà. Còn anh em muốn cái hàng mà 350 em vẫn có hàng luôn nha anh em. Nó tại vì em chưa kiểm tra, em chưa lên sóng với anh em thôi. Em bán hàng là em show cái nào lên là bán cái nấy. Quay cái nào lên là em bán cái nấy chứ em không có show đại trà nha. NGK Made in Thái Lan chụp buri đang thùi luôn nè. Cái tẩu anh em thấy nằm lúc ở trong không? Đó. Anh em gắn vô quay alpha, em nói thiệt với anh em quay alpha ha. Cái đi là nói garanti nó xịt bao đã luôn. Hai đầu trên chưa xét miếng nào luôn nha anh em, đầu trên dưới đồ chưa xét chưa tan gì luôn nha. Tách MB26. Nè, trắng phao trắng phiếu nha. Đó. Thì mấy cục đẹp vậy là cứ 400.000 cục đó, số 4 nè. Nè, đầu chụp buri còn đang thùi lùi nè. Đó anh em coi đi. Thấy không? NGK. Cục nào như cục nấy, hàng em tuyển ra mà. Made in Thái Lan. Đó. Anh em tự đánh giá nha, em khỏi phải giới thiệu nhiều. Còn cái dòng mobile này á, anh em bán siêu chạy đó. Đăng lên phát là hết, đăng lên phát là hết, không bao giờ đủ bán. Đó, cứ cục 400.000 mấy hàng whip này anh em. Em nói với anh em cục nào như cục nấy, anh em khỏi phải lo lắng. Đó, chụp buri là đang thùi lùi gì luôn đó. Nè, mobile nè. Đầu trên đầu dưới chưa tan, cái bát còn trắng phít luôn nè, thấy không? Chưa vệ sinh nữa nè, còn đóng đất nữa nè, thấy không? Tách MB26. Đó. Nè, bây giờ cầm một thể lên cho anh em coi luôn cho nó dễ nè. Khỏi phải lằng nhằng, đó. Đó. Nè. Đây có những cái chụp buri này nè. Cái chụp buri này nè, nó hơi xuống nè anh em thấy không? Nè, nó có giống như mấy cái chụp buri đời cao của người ta còn đen thùi không? Đó. Cái giá trị của nó nằm ở đây nè. Anh em thấy không? Đó. Cái chụp này nãy em tuyển chưa kỹ. Nãy em tuyển chưa kỹ, nhưng mà cái cục mobile này rất là đẹp để em sàn cái chụp whip vô. Cục mobile này nè, anh em nhìn nè, cái bát trắng phao nè, đầu trên đầu dưới chưa miếng xét miếng tan nữa nè. Đó, anh em thấy không? Để em kiếm cái chụp nào mà còn whip còn cọp để em sàn vô. Nói chung mấy cục mobile này là hàng em tuyển whip cọp cho anh em vô xe không à. Dây là bao mềm, dây cực kỳ mềm luôn nha anh em. Là mobile rim 125 á, hàng rã xe tuyển đẹp như vậy đó, lằn cục là 400. Đó. Còn IC rim 125 á, hàng rã xe đời cao 2021 á. Mấy cục IC là đúng hàng 2021 luôn nha anh em. Em nói thiệt với anh em chỉ thiếu cái hộp thôi. Cedergen. Đó, Cedergen là đúng cái dòng IC Thái ha anh em ha. Còn Mitsuba là IC Việt Nam mình. Đó, thấy không? Thiếu cái hộp thôi. Không một miếng chạy chỗ nó K37 nha anh em, còn cái mã mà KBW á là đời thấp. Dắt trắng phao luôn chưa miếng tan là gì nữa. Đó. Cứ cục 600.000. Anh em tại vì cái dòng IC rim 125 này á là cái dòng IC mở tua. Cho nên anh em gắn vô quay rim mình chạy rất là ngọt, rất là bốc luôn nha anh em. Và khi anh em gắn á, nói chung á là mình chỉ cắt một cái dây mà mình chỉ cắt một cái dây mà đỏ đen thôi. Đó, mình chỉ cắt một cái dây mà đỏ đen để mình gắn vô cái cục chớp thôi. Nó không có gì khó hết trơn á. Đó, còn lại là mình xài ba dây lên bình thường là mình câu qua lửa bình. Tại vì khi mình bật chìa khóa lên nó chỗ nào có dòng điện chạy qua là mình câu được hết trơn à. Đó. Dòng IC mở tua này giúp máy anh em chạy ngọt ngào hơn, đề rất nhạy nổ, garanti rất êm nha. Đó. Còn nếu anh em là có điều kiện mà chơi một combo như vậy nè, một combo IC mobile rim 125 hàng rã xe đời cao như vậy quá tuyệt vời luôn rồi. Vô mấy chiếc Wenfa đâu nè. Đó. Hoặc là anh em vô mấy chiếc rim đồ ha. Khỏi nói luôn.
quay 110 thái full 1 đồ gắn được hết luôn nha anh em, không có khác gì chân á. Đó, nếu anh em muốn gắn lửa bình này, nếu anh em nào muốn mua cứ alo em chỉ cho anh em cách gắn dễ ẹt à. Với lại thời buổi này cái mạng kênh YouTube đồ là người ta chỉ anh em hết trơn rồi, nó dễ lắm. Đó. Cục nào như cục nấy đó, IC em nói với anh em cục nào như cục nấy đó. Nè CI767AT1.8 nè. Đó. Hàng rã xe đời cao không à. T9.0 nè. T1.5 nè. Không có cục nào mà gọi là xấu hết trơn. Đó. Thiếu cái hộp không đó. T1.9 nè. T0.8 nè. Đó. IC rim 125 là hàng rã xe đời cao là một cục 600 nha anh em nha, một cục 600. Còn mobin rim 125 hàng rã xe tuyển whip cọp cho anh em vô xe đẹp là một cục 400.000. Rồi, chào anh em, nói chung hàng này không có nhiều nha anh em. Hàng này số lượng giới hạn chỉ có 10 cục thôi. Thì trong 10 cục này là em đã giao hết 4 cục rồi, còn 6 cục. Anh em nào mến thì hú em nha, chào anh em nha. Thằng ơi trời, mấy cái chụp buri nè. Tới thiệt chứ anh em. Vô xe cái bao đã luôn, dây mềm xèo mềm sậm luôn. Chưa đổ ten luôn mà, đổ trên đổ dưới chưa đổ miếng ten luôn mà còn dính đất trong đây nè anh em thấy không? Đó. Hàng là bán là quay cận cảnh chi tiết cho anh em tự đánh giá khỏi phải giới thiệu nhiều. Đó, mobin rim 125 thì một cục 400, hàng tuyển whip đẹp. Còn IC rim 125 á, IC rim 125 là 600.000 cục thì một combo này nó 1 triệu đó, anh em nào mến hú em chào anh em nha.